Hai chào mọi người, em có một cây cưa Yocho ZV 361 nha, này 36cc. Thì nó đẹp ha. Vệ sinh ra còn khá là đẹp. Làm xích của nó ha. Lắp về sao nó lắp sao nó vậy. Xích này làm nhông ha. Làm Yocho luôn á nha, làm của nó hai cũng làm. Ha, cái này vệ sinh nó còn đẹp. Hơi khủng khiếp ha, mấy dòng này nó hơi nó bền. Cái này là bao hơi cho mọi người luôn, lọc gió còn đẹp, chế được còn đầy đủ ha. Quanh rồ luôn ha, mới tin. Con này bao hơi nha. Con này để cho 1.750.000 nha, dùng gia đình khá là bất đấy. 1.750.000. Mua không bao ship nha, máy chưa dọn. Đầu máy tương đối là đủ đồ đấy. 1.750.000 không bao ship. Xích thì vẫn còn các loại rai, xích này chắc tầm 40-50%. 1.750.000 nha, 1.750.000 không bao ship. Mua thì chuyển khoản, số tài khoản trong phòng mô tả giúp cho em nha mọi người.